Xin chào cô chú, hôm nay cô chú có khỏe không ta? Chay bây giờ hiện tại bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi, chay ăn uống rồi xong no nê rồi cô chú ơi. Hôm nay chay ngủ dậy lúc 11 giờ trưa. Tại vì cô chú biết sao không? Tại vì em đang mọc răng nữa đó cô chú. Trời ơi, tối cũng cả đêm không ngủ với nó, tới phải tới 5 giờ sáng mới ngủ được với nó đó. Nó khóc, nó đau rồi nó ôm mình rồi nó ôi chay chay. Dỗ nó nằm 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 nhắm mắt được một chút cái là bắt đầu khóc tiếp vậy đó. Nhưng mà có được cái là buổi sáng thì cũng khỏe, chỉ có buổi tối thôi, tại chắc là buổi tối là do cái thời gian mà răng làm việc đó, thời gian mà mọc răng nên nó đau đó, chứ còn ăn uống ăn bình thường, sáng ăn uống thôi cái gì cũng ăn. Sao con ăn bình thường phải không con? Sao con cầm cái video con hát cho mẹ nghe bản đi, hát đi con. Đúng rồi, quay qua mẹ coi coi, hát đi hát đi. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xiết bao rung động. Chay chay, cái áo bữa cụ chay bữa mặc bữa nay đẹp quá. Cái áo này màu gì vậy ta? What color is this? Hả? Cái áo này màu gì con? Bả kìa. Thôi đừng có lấy nó ra nữa, con lấy ra rồi con mất rồi, mong mốt mẹ chơi, mẹ không có cái chơi đó. Mốt mẹ với ba chơi là bị thiếu đó. Đó, được không? Cái này là cái gì? Con nói đi mẹ. Mở. Con chữ mở thôi mà ai mượn nói ba chữ. Con nói đi mở. Giùm con. Lại ghế ngồi đi, lại ghế ngồi mở. Con ạ à, mẹ đi. Thương mẹ để đâu? Rồi con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Ai mượn biết tóc rồi. Con tên gì? Chi hả? Đúng rồi, giỏi quá. Là ghế ngồi, là ghế ngồi. Chi rồi, ghế ghế ngồi. Chi nhiêu tuổi rồi ta? Chi nhiêu tuổi rồi? Con nói đi, 1 tuổi rưỡi. Con đi coi chi 1 tuổi rưỡi. Cái đầm này màu gì hả? Cái đầm đó màu gì? Con nói đi, màu vàng. Vàng. Xạo ghê luôn, cái chỉ ta dạy nó cái là nó lăn xăng đi chỗ khác, nó xạo nó không chịu nghe. Uống nước hả? Con nói đi nước. Giỏi quá. Đã không? Đã không? Dạ. Ngồi đi, ngồi ghế đi, ngồi ghế đi, ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Mẹ mình lấy cái nón đội lên cho đẹp nè. Lấy nón đội lên cho đẹp. Wow. Nè nè nè. Happy birthday day to you. Happy birthday Jessica. Hồi xì dơ. Happy birthday. Oops. Bỏ đeo đổi 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 đầu này mới đúng đó. Happy birthday birthday girl, birthday girl. Birthday girl này, birthday girl. Đó, birthday. Ủa? Gì bị gì đây? Đây nè. Đó, birthday girl này cô chú. Là đó con, ba là đó, ba là đó. Đó, trên tivi mẹ đang mở cái video clip của ông bà ngoại qua cho chay coi đó cô chú. Chay thấy bà ngoại về chay đồ ngoại ẩm nè cô chú nè. Ngoại đâu, chỉ mẹ mà coi ngoại, mẹ coi coi ngoại đâu. Ngoại chảnh á hả? Chay ơi. Thôi, cô chú thấy cái ăn rồi các em cứ có hai cái bông tai hai lỗ tai khác nhau không, trời đất ơi, ăn rồi nó cứ mất miết một chiếc à. Bây giờ không lẽ bây giờ đi mua miết đi khổ đây, nên thôi cho đeo đại cho giữ cái lỗ đi cho rồi, giữ cho cái lỗ để kiếm bông hả, chiếc này chiếc kia đeo vô cho giữ cái lỗ, chứ nó ăn đi mua hoài 5 chiếc, 5 đôi bông rồi, bông nào cũng mất hết á, không hiểu lý do tại sao mất, cứ mất một chiếc hoài. Một là mất cái đít dặn, cái đít dặn cũng không được, mà cái tròn cũng không được, cứ mất cái đích dặn, cứ tự nhiên cái mất cái đồ bo chiếc bông biết vậy đó. Nên thôi giờ kệ bà, nó có chiếc nào cứ xỏ vô chiếc đó cho nó cho rồi, mất riết ai chịu cho nổi. Đi mẹ mở, mời con ạ. À, mẹ đi. Con tên gì? Chay hả? Lưỡi đâu, cho mày coi lưỡi coi. Ừ, lưỡi. Răng đâu? Răng đâu? Răng đứng rồi, răng rồi. Con mắt đâu? Mắt đâu? Mắt chay đâu? Mắt chay đâu? Thôi mẹ mở nè, mở không? Mắt đâu? Chỉ mẹ coi mắt đâu?
Xạo quá. Rồi thôi mình mà mở là chơi chơi domino nè, đó chơi đi. Hỏi hoài mệt quá đi ăn chứ hỏi hoài đó, domino đó. Con lô đi con, alo, lô. Cái con domino là màu gì vậy ta? À, cái màu này là màu đen nè, còn cái màu này là màu trắng nè. Ừ, màu trắng đó con. Không có nói năng gì, cứ cà tặc cà tặc cà tặc. Không nói năng được gì. Cà tặc cà tặc cà tặc cà tặc. Không có nói năng gì à. Cứ cà tặc cà tặc cà tặc. Nè, con này là màu gì ta? Con này là màu đen, màu trắng nè. Màu trắng nè. Con này là màu đen nè. Màu đen. Con này màu vàng đó, đó nó chậm phí nó lên nó màu vàng, màu vàng. Màu vàng. Rồi bây giờ nè, bây giờ mẹ với chay đếm nha. Bây giờ bỏ ra đếm nè, bây giờ đếm nè. Bây giờ mẹ đếm nha. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hát đi. Xong giờ khóa chơi domino rồi cô chú. Cô chú có ai biết chơi domino không ta? Oops. Rồi bỏ này qua bên đi con. Con chơi xong con sắp vô cho mẹ nha. Sao? Ai đó? Nó nói ai đó? Ai đó? Con nói đi, ai đó? Con nói ai đó? Nói đi, ai đó? Nó nói ai đó, ai vậy ta? Alo, chay hả? Chay đang làm gì á, mẹ nè? À, đang ngồi sắp domino hả? À, bữa nay mặc cái váy màu hồng, mặc cái đầm màu hồng đều màu vàng đẹp dữ ta. À, nói chuyện với chay nha. Rồi, chay đây. Alo. Alo. Ừ. Ủa trời ơi, cái cổng nó cũng alo được nữa. Cho cô chú nghe con có alo bằng gì à? Thế chứ đừng nhét vô lỗ tai có khùng không? Hả? Đây nè, cô chú nó cầm cái cọng này lên alo rồi, cô chú có được đời không? Cái xạo tới mức độ đâu. Đó, đâu có được đứng lên cái này, đứng lên vậy là cô té. Coi chơi vậy đó. Đó, ưng vậy đó, rồi té cho té khóc nè, để mẹ để cho con tự chơi rồi con tự té rồi con tự biết. Chay ơi, mẹ nói rồi nha là không được chơi kiểu đó nha. Màu này màu gì ta? Chay, màu này màu gì? Màu đỏ. Con nói đi, red.
Đúng rồi, màu đỏ đó con. Thái chị đi. Con làm gì á? Tự nhiên đi bài dép bài dài đang chi vậy? Dép. Con nói đi dép. Con ngồi xuống con mang dép vô mẹ đi mẹ coi coi. Ngồi xuống mang. Mở nè cái mở nè. À để ý nha, mỗi lần nó mở miệng ra nó nói chuyện là nó chu cái mỏ nha. Nó không nói chuyện một cách bình thường nha. Cô chú thấy nó không? Đó. Đó, coi kìa đó. Trời ơi, tự nhiên nãy zoom in cái mặt đó, chị không thấy được cái khúc đó. Trời đất ơi. Đâu con làm lại mẹ coi coi chay làm lại coi. Trời ơi, cô chú thấy khúc đó không cô chú? Trời ơi, tự nhiên nó khoanh tay lại nữa. Khoanh tay lại mẹ coi coi, khoanh tay lại coi. Trời ơi, tự nhiên nãy zoom in cái khúc đó làm chi, giờ không thấy khúc đó làm. Nói chuyện là chu cái mỏ không, muốn giọng vô cái mỏ không. Chống nạnh coi, ơi gì đó, khoanh tay coi, khoanh tay mày coi coi. Trời đất ơi, tức ghê quá, khúc đó tiếu quá, cái khúc đó hài á. Dữ chưa? Dữ chưa? Ủa, trích, từ từ con, từ từ gỡ ra. Đào tóc quá hả con? Chống, khoanh tay lại, chay, khoanh tay lại chay. Chay, khoanh tay lại, khoanh tay sao? Quất, quất, quất. Khoanh tay lại sao, khoanh tay lại hả? Khoanh tay lại, yeah. Đúng rồi. Trời ơi, cái chiêu đó, cái chiêu gì nữa ta, đâu mà tự nhiên học ai chống khoanh tay lại đi ta. Rồi mỏ, rồi mỏ. Mỏ đầy bàn. Mỏ đó, mỏ xạo đó. Rồi, đó làm gì? Chơi mình đó cô chú. Một chút nữa mà nó buồn ngủ ha là nó chạy lại nó cà nẹo ngập vậy đó, cái ngập hỏi ngủ nha, mẹ cho đi ngủ nha là cái nó đó xạo ngủ rồi. nó xạo không thể nào tưởng tượng được. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi. Alo sao? Alo sao? Cầm đôi dép lên alo đi. Cầm chiếc dép lên alo đi. Thôi dép bây giờ, đừng chơi dép á. Cái dép màu thủy tinh chứ sạch hơn á. Ai mua dép không? Ai mua dép không? Chay bán dép đây. Bán cho tôi đôi dép đi cô ơi. Cô ơi bán cho tôi đôi dép đi. Chơi vậy đi. Con này nó thích chơi cái trò mà sắp xếp nè. Hay là cái tuổi này là cái tuổi thích chơi sắp xếp nè, cái sắp miết vậy đó. Sắp để lại đó. Alo đi con. Alo. Alo bán cho tôi đôi dép đi. Bán tôi đôi dép đi người ơi. Sắp rồi, sắp mang nắp chưa?
Trời ơi, nó xách dép nó bỏ lên hết trên 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 cái bàn rồi cô chú ơi. À, coi nó bỏ xong rồi nó đứng nó chống lạnh nè nha. Coi bỏ xong đứng chống lạnh nè, coi nè. Nãy giờ Ngọc Tân Ngọc thấy mà Ngọc không có cầm camera lên, không có quay được mấy cái khúc, bởi vì mấy cái khúc đó không lẽ giờ cầm camera quay biết đi. Rồi chống lạnh ơi, chống lạnh. Ơi động gì không phải chống lạnh. Rồi coi nó rồi, nó bán dép đó cô chú. Rồi khoanh tay lại. Khoanh tay lại đi con. Khoanh tay lại coi. Chưa hết nữa. Còn chiếc hai chiếc đằng đó hay sao à, đúng còn chiếc. Rồi khoanh tay lại. Ủa con. Hết rồi. Đó giờ tay là hết rồi. Còn. Rồi khoanh tay lại coi. Khoanh tay lại. Của tôi đâu? Tôi đây nha. Coi làm gì á. Sắp chiếc nào ra chiếc đó cho mẹ coi. Chiếc nào. Ý trời ơi. Tao sao bỏ miệng. Trời ơi, bởi dễ sợ luôn. Đúng ghê thiệt cái. Nó mà hỏi nó đi ngủ chưa, nếu mà hỏi nó cái chữ mà đi ngủ chưa mà nó không trả lời á là biết nó chưa buồn ngủ. Mà kêu mà nó mà hỏi đi ngủ chưa mà nó khòn cái là biết là buồn ngủ rồi đó. Chống lạnh này, khoanh tay lại cháy, khoanh tay lại sao? Nãy con khoanh sao? Con khoanh cô chú coi. Đó, con tài lại đó. Có khoái chu mỏ nè. Rồi coi sắp nè, sắp đều kia cho cô chú. Đó, sắp cho đều nha chứ. Oops. Rồi thôi, dục xuống luôn rồi. Bực quá rồi, dục xuống luôn đi. Rồi. Có cái gì mà cái đó mà chơi lạ lùng vậy ta? Ê, đi. Stop. Chơi. No nghe. Không được liếm nghe chưa? Không được lấy cái miệng liếm mấy cái đèn này dơ nghe chưa? Mày đập con á. Không sao quá. Tại sao lại liếm? No. Không được liếm nghe chưa? Ừ. Chỉ cầm chơi thôi, mấy cái này là đồ dơ, mang ở dưới chân mình là dơ, không được liếm. Kỳ cục. Kỳ lạ vậy, con người gì kỳ lạ vậy? Cái đồ mình đi dưới đất mình đem đi đổ lên miệng liếm là cái gì mà kỳ lạ vậy? Ẹ đó, yêu. Ờ, yêu đó con. Yêu, đúng rồi, yêu. Yêu, đúng rồi. Đâu con khoanh tay lại mẹ coi, khoanh tay lại coi. Ơ trời trời. Ờ ở dưới giờ đó. Khoanh tay lại. Dơ luôn. Thì ở dưới trước nào cũng dơ đó, đúng rồi. Dơ đúng rồi, con nói đi yêu. Nói đi. Yêu. Đúng rồi. Yêu và dơ đó cô chú.
Ew. Ew. Ew, đúng rồi. Cái cầm tay thương nghe. Cái cầm tay đỏ đỏ là bị mẹ cắn đó cô chú. Mẹ ghét quá mẹ cắn đó. Trời ơi, zoom vô thấy luôn nè, thấy chưa? Thấy cái dấu mẹ cắn luôn rồi, thấy ghê chưa? Cái răng của mẹ ghê quá trời hả? Yêu. Xin sao? Xí là gì? Xí là gì? Chiếc nào rồi chiếc nào cũng xí đó. Yêu rồi yêu. Yêu sao chảy nước miếng hả? Kỳ vậy hả? À. The mommy on the bus go. Rồi đem cất vô cho mẹ đi. Đem cất vô cho mẹ đi con. Chơi xong đem cất vô cho mẹ đi con. Cất chỗ nào? Đúng rồi, cất vô cái hộp đó con. Đúng rồi, good job chị đi. Bỏ vô hộp cho mẹ nha. Rồi, vỗ tay, đúng rồi. Đem hết bỏ lại vô hộp. Đúng rồi, không con, không con, cái hộp này nè con. Cháy cái hộp này nè, bỏ vô hộp này nè. Đó, hộp đó đó con, cái hộp này là hộp nhỏ. Bỏ vô hộp đó đó, đúng rồi, bỏ vô. Bỏ vô giống mẹ nè, bỏ vô nè, bỏ vô nè. Một, no, bỏ, một. Hai, rồi con bỏ đi con. Đúng rồi, lại đây đây bỏ vô, đúng rồi. Giỏi, chơi xong là tự bỏ lại vô hộp. Đúng rồi, vỗ tay. Good job, JD. Giỏi quá. Vỗ tay, đúng rồi. Good job. JD is such a good girl. Giỏi quá. Cô chú coi nha, coi em dẹp hết luôn á cô chú ơi. Dẹp xong một chút nữa tự bưng hộp đi cất cái kệ cho mẹ luôn nha. Rồi mẹ lùa cho gần nè, lùa cho gần cho dễ nè. Rồi đó, lấy đi. Good job JD. Rồi đem cất trên kệ cho mẹ. Đây là cất trên kệ cho mẹ. Bưng lại, bưng lại cất trên kệ, bưng nổi không? Bưng nổi không? Rồi bưng lên, bưng lại cất trên kệ nè. Đi, đi, bưng lại, bưng lên, cầm ý, ôm ý, ôm ý. Thế nào, cơm này, cơm này cất kệ này nha. Đó, rồi chút mai mốt mình đi đâu cái mình lấy mình mang á con. Thôi mà. Bỏ vô, bỏ vô, đúng rồi. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô đây con.